quạt lớn lên thì nó quá mạnh. Mình quắt thêm cái quạt này nó đi phụ trợ thêm hai cái. Cái này mình ra đây che đi Trương ơi. Cho đây đi. Đây là phụ tùng của cái động cơ HS70 hả Trương? Dạ 70. Trương mấy bữa hỏi là sửa cái HS mấy? Dạ 90. 90 hả? Sửa gì? Dạ gáp hết. Gáp hết. Gáp luôn ha? Gáp mà chứ không gáp. Ai gáp mà mình gáp được? Ai gáp sẵn còn gáp à? Ở trừ kỹ thuật đó hả? Ở đây nè. À, cái HS đó đi về tới dưới Cà Mau gì hay dưới dưới à, đúng rồi quên rồi, rồi ha. Tăng gã Trương gáp rồi. Báo cáo với các bạn là Trương bữa nay là tháo banh sát con heo của máy HS70 này nha. Còn chú Tám thì đang tháo banh sát cái hộp số à. Cuối cùng cũng bắt mình gáp lại thôi. Bữa nay Trương trở ra để kiểm tra cái HS này là của cái anh Hùng ở bên anh Hòa Hảo An Giang nha. Trở về hôm trước bỏ đây cũng lâu lắm mà. Giờ tới ngưỡng làm thẳng con Trương lại thử Trương kia như có thể làm được con heo này không. Cái nó cái bệnh của nó là dầu qua nhất. Nãy giờ gỡ ra cũng tự lưa cho hả? Nghĩ dầu qua nhất là do cái gì? Chưa. Mình đàn à, mình đàn à. Lông đàn là lông đàn chân heo, còn không lông đàn ở đâu ta? À, lần này là của cái van chiếc lưu. Này là van chiếc lưu nha các bạn, heo là cái heo kiểu van chiếc lưu nè. Nhưng mà cái quan trọng là con heo van chiếc lưu này cái da nó ngược lại cái ga của cái máy bình thường mình. Có nghĩa là bình thường mình á là con chục vít này nè, nó phải vô phải gì là nó sẽ lên hết ga. Nhưng mà cái chục vít của cái này á là nó ga trái nó mới lên hết ga à, nằm trong nó ngược lại lòng ngoài nha, quan trọng nha à. Mà bây giờ cái máy người ta lầu dầu qua nhất, dầu qua nhất thì nó đố Trương hoài, Trương nó không biết mà đố gì biết là làm rồi. Dầu hóa nhất thì nó qua thứ nhất á là qua cái đường ti bơm nha các bạn. Ti bơm là cái này đây. Ủa còn cái ti bơm nữa hả? Hai là qua đường van tích luôn nè. Cái này là cái chục vít để nó điều khiển thôi, em kiểm tra là cái này thì nó rơ rồi một phần rồi. Cái này là dầu quanh nhất là rất có thể là do cái ti bơm này thôi à, nó không tính, không tính thứ nhất là cái này, cái lồng đèn này nè chưa nó đúng rồi đó. Cái hai nữa là do cái co, cái co trong. Cái hộp lông đền này nè, hoặc là xì lông đền chung. Rồi cái chuyện mà xét cái ti bơm này thì nó cũng quan trọng. Xét là xét cái vỏ ngoài là chỗ là cái bọng dầu à, nếu mà có nước thì xét cũng không có vấn đề gì. Mà đúng ra con heo mà dầu qua nhất á, mà cái cách mà tìm mà để chữa trị mà nó tịch mà chính xác nhất á, là biết cái gì không? Bắt con heo bỏ ra ngoài, ghim dầu vô, đưa áp vô là nó xì chỗ nào là chạy chỗ đó. À, nhưng mà thôi mình đây mình quan sát mình cũng biết được chút đỉnh thôi nên mình sẽ thay cái ti này có đốm rồi. Đó, rồi làm lại cái chỗ cái van tiết lưu này. Đó, rồi sẽ đưa Trương lắp vô rồi bắt đầu mới ghim dầu vô thử sau nha các bạn. Đó, thay ti, à, cái van tiết luôn, rồi sẽ đưa tưa vô thử,
thử xong mà nó không có xì dầu thì mình sẽ cho nổ lại. Cơ này có thể là nổ trong chốc lát nữa đây thôi. Để không gì. Rồi bây giờ thì chưa nó ra nó tiếp 8 rồi chắc hơn nhớ thật số hay gì đó. 8 kêu quá, ta làm chưa rồi kêu rồi. Để dưới luôn chứ đó, dưới luôn. Dưới bọc luôn mới được chứ đó rồi, đây nó hãy thấy mà thấy xong à. Nhớ tiền không đó. Tám thì hợp số ổng hôm trước là đi gãy cốt. Xài quá gãy cốt. Gãy cốt xong ở đây vô số rồi cắt về mo không được. Về mo không được thì nha, phải gỡ ra cái nữa. Giờ gỡ cốt trên này đi đặng coi chứ. Chắc bữa nay nghỉ nhà bữa không ơi. Rồi ha. Không được ơi. Nghỉ bữa đi. Tiếp dùm nghỉ rồi mới dạ tự. Cả rồi lâu lâu nghỉ sao hơi gì đêm nào cũng đi chứ. Khỏe đâu. Nó chơi chơi rồi bữa nay là phải cho cái ớt này nó nổ lên ha chưa? Dạ. Rồi phải làm sao? Chưa thấy có khả năng nổ lại là bao nhiêu phần trăm? Hả? Là 100% chứ nhiêu, tại vì máy ta đang nổ rồi gắp hơn được chứ là chết luôn á. Có cái là mình chỉ khắc phục cho dầu đường qua nhớ thôi. Đảm bảo với các bạn chừng khoảng một tiếng đồng hồ nữa là sẽ kiểm tra lắp vô xong còn nổ hay không là do chưa chứ không phải đảm bảo nổ à. Thấy các bạn, thấy các bạn chiến trường mình dữ dằn không? Sau khi mà mình tuyên bố đóng cửa là khoảng chừng 4 tháng đồ còn nhiều hơn lúc trước nữa, không có giảm gì à. Chú Tám lại bắt làm hoài nè. Tám là cũng một tác ngăn nè à, Isuzu 93 chạy hộp số banh sát luôn, gãy cốt luôn à. Bây giờ bắt tay là việc các bạn, để các bạn mình xin hoài không làm chứ. Rồi dừng nha các bạn. Siêu này sẽ có kết quả. Người tẩy sơn cái gà đó các bạn. Trên thì cũng lâu khô với tầm 4 trường. Rồi. Cái xéo ngoài chút xíu, đứng trong này nè. Ở sơn xéo ở ngoài, góc ngoài cái này. Không phải cái sơn trực tiếp. Đó. Bắt quạt lên nữa là nói chuyện không nghe luôn. Kệ đi. Đừng nghe nó ngoại chứ. Đưa chứ đi. Không có. Trở về chưa. Rồi. Sau khi gã ra khoảng chừng 20 phút thì mình đã kiếm đồ có phụ tùng đó các bạn. Đó là cái đi bơm gã ra chưa. Nhất định phải cho hết nổ đó. Thì cái tim bơm này bỏ ngoài nha, họ lắp vô cái nữa cái thành đồ cũ nữa, dầu qua nhất nữa. Thì nói chung khi kiểm tra xong thì mình biết là nó qua hai đường. Thứ nhất là nó qua cái đường này, vòng xin này nè các bạn. Ở trong đây nó có cái vòng xin một khớp nữa nè, cho các bạn coi chơi luôn. Nó y gan của mình vậy đó mà. Đó, dùng không nhìn nè. Nó mòn. Dầu xin này nó mòn, ra nên nó bị dầu qua nhớt. Thứ nhất. Thứ hai nữa là nó qua ngay trên chỗ cái đường cái này. Chứ cái tim bơm thì nó có dấu hiệu nó hơi mòn theo thai luôn. Cho ông anh ở xa. Đó, thay dầu xin này thì coi như thay hai dầu xin với cái tim bơm. Rồi tiếp tục cho nổ lại nữa đó. Nhưng mà cái rắc con này là quan trọng nè. Khi mà xít vô á Trương, là nó không có bay cái dầm phun ra ngoài nha. Nó phải ngậm đều nha, bay ra chỗ là xì dầu liền đó. Tuy nhiên nhưng mà hồi mình phải làm rồi, phải rút dầu vô thử cái nữa đó. Rồi cái đường khung chấm thấy nó cũng ngon nữa. Cái nào ngon hơn nữa không? Sừng kìa. Mày
nhặt cái đầu nó chĩa, cái đầu của cái vít tu lê á, nó chĩa ra ngoài, cái nghĩa là còn nhiêu hơi là nó tạt ra ngoài hết, hiểu không? Chứ sơn đâu có trộn vô không, nó bay vô mình không. Thùng khác luôn. Kiếm cái dòng thùng nào bằng gì kìa. Đúng chưa? Cái này thử đi. Này. Đó. Giờ thử lại. Dẻo còn thay dòng thun nãy vô nó vào cứng. Rồi cái này nó có miếng mình đệm đây nghe chưa, bởi đúng chiều đồng qua nghe, nó cắn vô gì phải không, cái bề nó có cái gu này nè, nó nằm trong hay nằm ngoài, chưa chắc là nó nằm gì nè, nằm trong cái phần dầu nó đưa vô mí trong này nó mới lè ra nè, thấy không? Đó, gì nè, đúng không? Đây là cái van tiết lưu nằm trong, nằm gì đây, ví dụ thôi nha, chưa có con tu này ngược xuôi chứ phải ngược. Đó, còn cái này là cái ti bơm nằm đây, nhưng mà hồi phải thổi cho sạch cái gắp vô đó, giác này mình sẽ thấy cái tiêu ôm với cái van tiết lưu của chỗ điều khiển ra đó nằm ngay chỗ này đó, nên cái găng trái nha các bạn, cái cục này mua không có dễ đâu nha, phải có trong cái máy đó mới mua được, quan trọng là mình gắp lịch cho nó đúng cái càng đó, thay vì cái máy bình thường mình đó là cái càng nằm đây nha các bạn, nằm ngoài này nha đó, cái cục ga van tiết lưu nó nằm ở trong chỗ đúng điểm này, thì cái máy này nó nằm ở trong này đó, được gọi là ga trong. Còn cái máy bình thường mình đó, NMS mình đó, nó nằm gì là gọi là ga ngoài, thì NSA với HS là nằm ga trong là đời sau các bạn, còn cái ga ngoài này là cái đời như máy F máy S rồi đó, nó nằm ở ngoài cái gì đây đó, tại sao người ta phải cải tiến nó lại cho nó nằm ở trong, nằm trong ngâm nhớt lâu hơn, lâu mòn chút. Nhưng mà chừng nào mà dầu mà nó không kín cái vòng xin này là nó dầu quá nhát luôn à. Rất là dễ không? Đó, đúng rồi. Xác luôn đó các bạn.
là người ta làm ở trong này nè, để con sùng nè. Sùng này ở trong này nè, mình gọi là cái trục vít á, nó nằm ở trong này là nhớt luôn luôn, có nhớt nha các bạn, nó lâu mòn. Bằng chứng là bây giờ mình nè, hai trục vít nè kéo lại vô có độ rơ rất ít luôn, máy này chạy mặc dù rất là lâu luôn, nằm trong để nó đảm bảo là nhớt bôi trơn cái trục vít này tối đa. Nó còn nằm ngoài như thế này thì ở trên này nó phải có cái nón nè các bạn, đây là có nón này để che mưa che nắng nè, để cho nước nó không có vô cái chân chủ trục vít này. Đó là theo đúng kỹ thuật, nhưng mà thực tế ra cái nón này nó không khít với cái trục này các bạn, cái nón này không khít với cái trục này, thế cho nên nước ở trên này vẫn xuống bình thường. À, cái này bạn nào gắt cái kiểu mà van tiết lưu theo cái kiểu ngoài á, cái trục ga này ngoài á, thì khi mình chỉnh xong á, mình lấy keo với chỉ mình quấn cái trên này lại để nó che khớp dưới. Thì khớp dưới trong lúc đó là các bạn phải vô nhớt hoặc là vô mỡ trên chỗ cái trục vít á, nó mới bền được nha. Còn cái kiểu mà nó lỏng le gì nè, cái nắp che này là không có tác dụng. Để chơi nè. À, cái máy này nè, máy này máy của hả? Dạ, của nhà, của con. Cái F6 hả? Dạ. Đó, đây thêm cái máy trường nè, này ví dụ dễ nè các bạn. Đó, nè, cái này là cái miếng mũ này để che mưa nè, mà giờ lỏng le gì nè. Đúng ra miếng mũ này là phải khích vô cái trục này nè, thì nó mới có tác dụng. Để là nước có chuyện này nè, đi ra đây nó như cái nón gì đó, nó che, còn giờ lỏng le khi nào chừng nữa để chỉnh đàng hoàng cho phải không? Lấy keo nhỏ vô, lấy chỉ quấn vòng vòng cho cái này nó kín lại. Có nghĩa là lúc mà nó xay á, trời ơi sao cứng ngắt luôn hả? Nó xay là cái này nó dính theo này luôn. Để nó cho mưa thì trước đó mình phải vô mở hoặc vô nhớt ở trục vít này nè mới bền được. Nhưng mà thông báo viên trường nếu mà cái này là của F6 là giờ nó đang xì tà le chưa? Dạ đúng rồi, nó xì đây nè. Đó, thì xì trên đây luôn. Nhưng mà F6 á, thì mình không có thay của F6 lại. Mình phải xài của TS60. Hoặc là TS70 thì nó cũng họ đó đó, là theo cái kiểu cục ga của cái máy NS90 này các bạn, thì nó xài chung với TS. Đó, nó xài cái kiểu cục ga là hai thớt. Hai thớt là về là ở trên này xuống, là ở trên này trục vít xuống nó cùng rồi mới tới cái thớt dưới, nó đổi thớt dưới thì thớt dưới nó có cái vòng xin. Ha. Còn cái này là trên nó chơi thẳng xuống luôn hả? Trục vít rồi nè. Thấy không? Bây giờ mình gỡ ra thử coi. Rồi không được các bạn ơi, là trục vít nó thẳng xuống luôn đó. Hai thớt là các bạn dặn cái này nó ra luôn. Còn một thớt là dưới trục vít rất là lớn. Dặn tới đây nó sẽ bị cục. Đó, giờ trời gỡ ra CT bơm luôn nha. Ồ, dữ ta. F6 hả? Dạ đúng rồi. F6 sao gắn tiền bơm F4? Tại này thả sửa xưa giờ còn đâu biết đâu. Nha hả? Bây giờ cái khóa chưa F6 mà chạy nó còn cái F4 rồi các bạn ơi. Tại vì xài tiêu bơm có F4. Có động có gì đuôi đồ lên không? Động 2-3 miếng nông đạt. Nha, dữ dàng ha. À, F6 mà thay tiêu bơm F4 rồi các bạn. Ngồi chạy gì đó giờ hạn chế máy yếu xìu à. Chạy dịch chắc nhỏ xíu á. Dạ, 2.4. 2.4. À, các bạn thấy không? Tiêu bơm nhỏ xíu luôn à. Còn tiêu bơm của mình khui ra đâu? Đây. Đây, chương là phải xài cái ti bơm như thế này nha các bạn, như 6 ly hay gì đó. Còn này nó có 4 ly mấy 50 hả, nhưng mà máng gì nó phải không nữa. Đó, đây nè. Nè, đúng rồi, là máng chương F6 là phải xài chung với cái ti này nè. Nó NS70 thì chung với F6 nè. Và cái ti F4 mà các bạn nhìn biết liền, cái đuôi cái đít nó trù dù nè. Nè, đúng là TF4 luôn nè. Bỏ ra đi. Bỏ luôn nghe chưa? Dạ. Ừ. Cái phe gà đuôi nó đâu mất tiêu rồi. Cầm phải không? Lấy này gắn vô, cái đó là tính sao đi. Ừ. Bữa nay phát hiện được cái máy chương này dữ dằn luôn. Cái nắp láp nè, hàng hết ấn luôn rồi các bạn. Đó lạ chưa? Nhiều quá. À, bây giờ trở lại vấn đề là mình sẽ gắp ti bơm vô. Để mình cho nổ lại cái máy này. Cái thủ đang chuyển về tối hụ nữa. Bây giờ thì tiến hành ha. Giờ vừa làm vừa mô phạm luôn nha. Đó. Thì giống như là bình thường. Đó. Bây giờ mình muốn ráp chân chỗ cái cục ga này á, cục ga thao này á, thì mình phải lùi hết cái trục vít này ra. Để khi ráp vô sau nó bị đụng nón. Đó. Cái này là cái van tiết lưu, chính xác là cái van tiết lưu nè. Còn cái này cái là bờ bộ điều khiển thôi. Đây, dặn vô đây.
Rồi dính liền ha. Ê trời, mới nói dính sức mất tiêu rồi. Là sao? Đó. Miếng lòng đền. Để đúng chiều nha. Đó, dặn cái vàn này vô. À, cái cục ga thì nó nằm gan xuôi nha các bạn, nhưng mà cái trục vít là gan ngược nha. Rồi xiết này vô. Giờ lên trả xiết này vô trước đi. Để thân hồi khó xiết ạ. À. Nó lên đây to kẹt các bạn ơi. À. Thì đó là con heo của HS là cũng như NSA. Còn con heo F á, nó cũng có điểm khác với con heo của NS với SS nha các bạn. Heo chưa nó tiêu nãy nó bỏ đầu tiêu rồi. Ôi nhỏ mấy cạnh đây mà thôi. Em cắt cái gì à? Đẩy này lại đi. Chưa cắt lại, mình coi chỉ cho các bạn cái điểm khác biệt giữa con heo và mai F. Đây, bỏ đây. À, các bạn sẽ thấy là con heo này á, cái con nó hai thớt các bạn, này vẫn hai thớt, nhưng con heo này đó nó khác với con heo mái ép, mái ớt. Con heo này là heo mái ép nè, buông cái heo xuống này. Nó khác là con hốc dầu á, của cái mái ớt, N ớt với một ớt rồi đó các bạn, thì nó nằm ở bên thân ngoài này, là ngoài thân ngoài này nè. Ha, con ốc dầu các bạn thấy rõ ràng không? Nó nằm ở thớt dài này nè. Đó. Còn con heo của máy ép á, là nó nằm ở thớt trong, có nghĩa là con ốc dầu này nó nằm ở thớt trong này. Đó. Thay vì cái thớt này là không có gì hết, thì con heo máy ép là heo con Trương nè. Nó là ốc nào dầm dầu nằm phía trong, chỉ khác như thôi các bạn. Còn cái cục ga này á, thì nó nằm cũng ở vị trí này, nhưng mà cục ga này á, cái trục vít nó tự dưới thẳng lên tới trên một thớt. Còn con heo này á là cái trục vít nó hai thớt ở trên, trục vít xuống cùng và dưới nó có thớt trắng dầu đó. Còn cái heo có nở ta mà đó với cái máy HS á là nó nở như thế này đó. Vẫn có con ốc dầu nằm đây, nhưng mà cái ở chỗ này nó đã triệt tiêu cái cục thao ga rồi, nó nằm ở chỗ này đó, dưới phía trong. À, chụp vít gân phải và chụp vít gân trái, nằm trong phải bắt buộc phải là gân trái. À, thành ra con heo này là con heo mới nhất chắc không? Dạ chắc. Chắc phải không? À, kiểm tra lại coi có bỏ gì này không. Đó. Đó rồi các bạn, đây nè. Mình đừng có nói là con heo ép ớt đều là con heo ti tròn. Mình muốn quay cái ti đâu cũng được các bạn, vỏ ti đâu cũng được, ruột đâu cũng được. Nhưng mà thực tế các bạn thấy ở trong này có cái gảnh không? Đó. Cái gảnh lên van tiết lưu đó, thì các bạn sẽ gắn cái dấu này ngay chân cái gảnh đó đó, là nó nằm hướng trên đó, để khi mình xả dầu á nó lên bọt chỗ này ha. Đó. Như vậy thì lấy cái vũa vũa đây lần đây có vũa không? Không vũa thì đặt đá mài lên lép vàng này chỗ này coi, đặt đá mài vô mài lỗ trùng dưới lỗ đó coi. Ừ, đang làm dấu cái mài vừa thôi nha. Rồi đổ bất kỳ thôi, để quan trọng là mình để ý đó. Đây các bạn, Trương mài rồi, hồi ti bơm không bơm là do thằng Trương nha. Đó nè, cái điểm này nó trùng với cái lỗ này nè, để quay lên để khi mình vô dầu á, mình xả dầu là dầu á nó lấy dầu được, nhưng mà nó cũng sẽ lên bọt được. Ừ, nhưng mà nếu mà dầu bọt á thì cái ti quay xuống này nó sẽ hay hơn là ti trên, để dù còn cạn nó vẫn chạy được, nhưng mà không ai để cạn dầu như thế này hết. Đó, bây giờ mình sẽ gắp cái ti vô đây, lỗ quay lên nha các bạn nè, dấu quay lên đó, gắt co xiết vô, xiết đại đi. Đó. Rồi bắt đầu cái này sẽ quay lên nè. Con heo nó nằm hướng này thì quay cái chốt này lên. Chì ha chút xíu để xíu hồi nó chạy vô. Rồi 19 Trương ơi.
Nó mất tiêu rồi, cái dấu mài đâu rồi, có tiêu rồi chưa? Đây nè, dấu mài đây nè. À, thấy rồi. Đây. Đây. Chuyên xài lấy đồ cũng được. Xiết vô nha các bạn. Đó. Cái tì. Nè, lắp vô. Khi mà xiết cái này vô á là mình phải để cái tì vô mình thử cho đẩy tới cùng cái tì luôn, nó được. Là nó không bị bóp nha. Chứ nếu mà vô mà tới cùng cái lỗ nó bị bóp vô, nó bị nặng cái đầu là không được. Chạy hồi là dính, thử coi. Mình tưởng tượng cái lỗ lấy dầu nó lên ti, đỉnh ti có nhiêu hà. Đẩy sát vô. Được không? Nhỏ nhỏ phải không? Nhưng mà vẫn nhẹ phải không? Rồi, tiếp tục gắp vô. Đó, gì đó. Rồi. Rồi bắt đầu vô cái càn ga, chắc này mới quan trọng. Đúng không? Chưa. Đó. Để mình giải thích cho bạn bè mình coi mới được. Trúng bậy rồi, trúng gì đâu. Phải kéo ra hết ra mới vô, thấy không, ở nhà là chết rồi. À, chưa rút ốc ra. Này giống như cái giò đạp xe vậy, không rút ra, kéo tới sát không ra nữa. Đó à, các bạn. Đó. À. À, kéo chưa hết ra. Đó, à, mới ráp cái này vô ra. À, nhưng mà bây giờ nó đã chết rồi. Giác này nó sẽ không đúng nữa. Nó sẽ không đúng nữa khi mà cái này mình gỡ ra vô dặn nó đã khác rồi. Sâu cạn rồi, nó sẽ sai lệch đi rồi. Đó, cắt gối rồi đó. Mày tới chỗ khó rồi đó nghe. Đó, bây giờ nếu tiền trương mà gắn gì ra như gì là nãy vũa đây là đúng, phải không? Giờ gì sao chảy? Đó, mình phải quy ước lại, có nghĩa là khi đó cái máy mình á là hai con lỗ bù lon này nó nằm ngang. Yeah. Đúng không? Thì cái cần ra kéo ra hết nó sẽ nằm ở hướng này. Các bạn ra trái nha. Này khó à. Đó, ra ngang thì nó nằm sẵn hướng này nó mới bắt đầu bơm. Cái này là làm lại từ đầu rồi đó. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Chứ bây giờ mà theo cái dấu trường là nãy làm dấu rõ ràng phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ á, mình phải ước lượng lại là nó nằm ở khoảng này. Ra chút xíu này đi. Nếu mình đưa sai ra sớm quá sẽ mất tự động nha các bạn. Ra sớm quá sẽ mất tự động nha. Rồi đâu. Lượng đi rồi mình sẽ đưa vô cái con heo mình coi lại. Đó, về ra ngoài nè. Cũng khó khó nha. Và xíu nữa. Nhìn này chưa? Đó. Mình sẽ mò vô coi cái càng ga nó nằm ở chỗ nào. Đó. Khi mò vô đây thì các bạn sẽ thấy cái càng ga là nó nằm ở gần tận cùng ở phía ngoài luôn. Đó. Có nghĩa là cái đầu chùa này nó sẽ nằm ở vị trí này. À, nếu mình đưa bù lon vô đúng thì nó nằm ở phía ngoài này.
đó, đưa bù lon vô đúng nó sẽ nằm ở đây, đầu chùa nằm ở đây đó, thì nó gần đúng với cái dấu của đầu chùa các bạn, nó phải kéo ra được hết ra thì nó sẽ qua đây đó, nó phải dư chút xíu đó. Thì vị trí này nó là sẽ là vị trí đúng nè các bạn, đối với con heo kiểu mà ra trong này nè, nhưng mà ở nó còn một cái thớt ra nữa đó, nằm đây đó, mình chỉ ước lượng chơi thôi. Phải không Trương? Dạ đúng. Rồi, cái bù lon này sẽ nằm đây. Đó, ai mà xài cái máy anh ít ít nữa ít nhiều chớ chú lý ý con ốc này nè, nó rất là bé nha, ở ngoài thấy vậy đó, viết ở ngoài là cờ lê 13 đó, thật sự trong nó có 6 ly à, sức mạnh ở đứt chân à. Chỉ có cái máy ép con Trương thôi. Ép Trương là cái con ốc nó bự thôi. Chà bá bự đó. Đó, chắc này mình sẽ đưa thẳng về hướng này. Được, theo cho các bạn coi. Thì đây là cái thành nè. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái thành chung với cái thành của cái này nè. Thì cái thước ga chắc này là kéo ra gần hết. Thì mình sẽ nó cho cái bức thành ở trong thành này chút xíu. Đó nghe các bạn. Để mình có thể chạy ra tự động được. Nhá, nếu các bạn đưa sâu vô đây quá thì nó sẽ bơm mạnh. Nó mau về ga. Nhưng mà các bạn sẽ không có chạy ra tự động được. Đó, quan trọng đó, chơi đâu nha. Đây, vị trí này. Tiêu không biết nữa. Đây. Vô đây. Đó. Là nó sẽ đúng. Chúng là chỉ tương đối thôi nha, nếu mà không bơm là cũng phải làm lại. Không biết này dặn vô 8 ly. 829 8. Rồi, lấy cái chữ T 8 trọng á. Cái này xài này là ước lượng thôi các bạn, tại vì nó không có cái dấu nào hết. Thì nếu mà các bạn mà ghép sai á là nó sẽ chạy không có ga tự động hoặc là nó không bơm. Một hai trong hai trường hợp đó thôi. Mình rút này ra là phải gỡ con ốc này ra luôn, con bù lon này nè ra phía ngoài luôn đó. Bây giờ Trương qua bên đó đi, sẽ canh sao đút cái này vô cái đầu, vô cái đầu chùa đó đó, mở cái này, mở đầu chùa cái lỗ đó, rồi đầu chùa này vô đó đó, thấy không? Thấy không? Đút vô cái lỗ đó là lụm đó, rồi dặn lại là xong. Đó. Thì cái này nè, cái này nó đại diện cho cái lỗ đó đó, nó trùng với cái lỗ này nè. Thành ra canh cái này theo đúng cái vị trí này nha các bạn. Nè, đúng vị trí này là tương đối, cái này là ăn chắc khoảng chừng 80% thôi. Bây giờ mình đẩy vô. Dầu lại nghe chưa? Ok rồi đó.
nước cho Trương ơi, cầm ly. Uống rồi không bận người đâu, uống rồi để chạy về. Hết chưa? Uống rồi về. Chú Tám không đem lại một cái làm xấu mình đó. Chú Tám không chơi, không đi liền không hả? Trợ giúp mà chưa biết trợ giúp được hay không nữa này chứ mới nói nè. Mà cái này là cái hộp số này á, là ở trong nó không có đánh đổi nào, nhưng mà nó bị là bị cái càng số thôi. Nhưng bi này á nó đã lệch rồi. Bây giờ cái công việc mình làm á là chú Tám biết gì không? Không là gì? Là phải hàng cái này lại. Ừ, tôi sao mở? Chừng nào mở chú tính sao chú xả ra, chứ giờ không hàng là con làm không được. Không biết đâu hàng đi đâu. Ừ. Tại vì hồi đó nó khoan cái này trước, phải không? Nó là vô bát này nó mới bắt cái chân chỗ cái bi giữ cố định nè. Còn giờ mình làm nó đã lệch rồi, chú không có thể nào để gì được, chú siết vô là chặt lắc hết trơn. Nó nhảy số lung tung cho bông no, nó nhảy tá lạ từng lần hết trơn. Thì bởi vì mới nói đó, bây giờ là con phải sửa lại. Cái miếng này nó hơi cong cong hơn có sao không? Miếng nó hả? Nó kệ nó đi, nó im ra thôi. Khi nó cong sẵn Trương thì xả dầu bọt rồi đó, nhưng bị cho nổ là cái hết ếch nha các bạn. Quan trọng là nó bơm hay không thôi, xả dầu lớp B lại nữa kìa. Bạn xíu ta mà để trợ giúp gì thì Trương được tặng nổ gỡ ra. Rồi lên ga chưa? Lên ga phục ra lại chưa? Bơm miếng nào chưa? Bơm nhỏ. Bơm miếng xịu. Đó, bây giờ quay đi. Giờ mở ra hai ngóc ra. Mở hai ngóc miếng ra. Không chú, để nguyên nó lại còn xử lý. Xả cái lắp bê lại kìa. Gỡ ra xúc viên bi nó lại ra. Khi cái lắp bê cũ lâu cái viên bi nó xay là nó không chịu bơm nữa, đổ thường kia đó. Đỡ lấy cái gì lò xo ra rồi tay là bậm lại lắc mấy cây rồi để vô lại. Bị ngắn ngược rồi hả? Ngắn ngược là không có vô cái chứ không có dễ ăn nha các bạn, nhiều khi tối không chạy nữa. Rồi Ngân phá dầu. Rồi, xiết vô. Gấp gấp vô khổ lắm. Sao? Khá hơn nãy hả? Dạ, khác hơn. Khá hơn phải không? Giờ xiết lại hai con ốc này sơ lại cài. Thấy nó bộ quá nhẹ. Nhẹ thôi. Đó. Nãy xiết cái rắc co thấy con heo nó sàn thấy không? Dạ. Rồi xả dầu bọt đây lại nghe nữa. Dầu bọt xong, em con ốc nhỏ xíu đó xong hả? Ừ. Cái nào ốc nhỏ nhất là xả. Rồi, rắc rắc co đầu vô đi, cho nó bơm đi. Cái này thôi chú Tâm. Nó nào chúng cho con xe cá nha. Có rồi rồi. Nhưng tao còn không có nữa chị mày. Đi tìm sửa. Bây giờ ông có bỏ lết sau lưng không? Dặn ốc này vô lại coi. Nên mình xử lý cái hộp số thứ 8 mà để con no là nó không chịu con no, nó nhảy tới nó luôn, nhảy tới nó luôn nha các bạn. Chúng mình gấp qua rồi chuẩn bị cho nổ lại cái hết này của anh Hùng ở trên Hòa Hảo An Giang. Con nãy con 8 này nó mất tiêu rồi ta. Cứ dặn ra đó rồi. Dặn ra không biết bỏ đâu mất tiêu rồi. Xiết này lại cái hả?
trời trời trời. Yếu dữ rồi. Mới ngỡ con tán này cho mất tiêu. Đây. Nha. Gỡ gỡ vô lỡ lệch số à. Sao mà đẩy tới để vô nó cũng lọc rồi. Mà nó vô nó ăn bắt số là chạy bình thường phải không? Chạy bình thường. Lúc mình cháo lo đó. Thì nước này nó nhóng ra lên tốt đúng. À, bây giờ. À, sao y này không ăn chưa hả chú Bông? Nó hết một cò xoài vậy đâu. Cái dạng hết này ra cho con ơi. Cái bi làm bi rồi lại cho nó đừng có nhảy. Cần số nó nhảy lung tung là nó muốn vô nó vô mà vô không nổi phải không? Kêu lóc cóc cho không vô nổi. Vô kêu mà vô nó kêu mà kêu. Vô thì vô cái một còn ông vô lóc cóc ông mới chịu vô. Không có thằng lính đâu mà khi qua kêu dở máy lên vô là nước không. Vô như nước không hả? Nó giỏi. Lóc cóc. Nó gì nè. Nó gì đó. Nó gì đó. Chưa sức chừng nào nữa đó. Chắc có thể là ảnh cho nổ là nha. Lớp. Ở kế bên cái HS70 đó là cái HS90 nha các bạn. Úi chà. Cái vụ này quá. Họ đứng lên dính. Ấm nhìn ra hết đi. Rồi nó trúng thứ 8 đi. Con lên lên đây có đội. Cho lấy gì vậy? Dạ. Tao gõ chú Tâm, chú gõ sao cho nó ra thôi. Chứ chị đồ móc nó ra coi. Đó hả? Chấm nước hay vậy chưa? Chấm nước rồi, thấm nhớt rồi còn không? Mới gỡ con heo mà tay run dữ nha. Mình cảm thấy nó vô không kịp. Có gì này rồi lấy. Dạ. Có gì rồi lấy. Có không? Nó có lò xo trong đó với cái viên bi. Ông bẻ ngoéo cái đầu lại coi. Chú móc ra đây. Nhớ cái còn không? Dặn vô. Thấy gì nữa. Đi ra không có rồi. Rồi thôi có gì đi chứ không có rồi. Có gì đâu. Không là sợ nhớ hết rồi sao ta. Có gì đâu. Lấy cái đèn gọi vô. Đèn xanh xanh ở trên cái máy nệt mưa có nhớ không? Chưa tới cái lượt, chưa ngắm cái lượt. Chắc coi anh ở nhà anh sợ nó nhớ cậu quá. Không có dặn gì quên, anh chỉ mình chỉ nhớ là con heo nó dầu qua nhớt với làm cái tay ga nhiêu đó. Quá kêu quên hết. Chậm giờ. Cái can đó can nào cũng được. Được chưa? Chú Tâm. Thằng Trường nó chậm nhất rồi các bạn ơi. Mình sẽ coi hộp số chú Tâm. Nó nhảy nhảy nè. Cái đó là bình thường chú. Nên vậy sao để bi đạn vô. Có đèn gọi thử coi. Đó. Nó là soi đúng không? Có đèn không? Đây, đâu rồi. Đây, rồi. Là xo có chưa? Không mất con gì đâu.
có chợ. Châm vô luôn, châm cho đủ đi. Mấy lít à? Hai chai đi. Rồi, cho chạy. Nhìn cho đó. Nào lấy chị Dũng. Hả? Nào lấy. Sáng sớm là đem bọc đây nè. Giờ vỏ ra không được, mắc mượn vỏ này. Cái máy dầu qua nhớt Dũng ơi. Hả? Cái máy dầu qua nhớt. Dầu qua nhớt. Ừ. Sao? Làm con heo lại mới được. Chứ máy dầu qua nhớt xả ra dầu không à. Qua đường heo á, gỡ từng hồi tối xả nhớt cho dầu không à. Heo heo con. Thiệt bột. Máy này dầu qua nhớt nữa nè. Mới gáp nè. Xả qua dầu, dầu chống không à. Đút heo coi mới được nha. Làm đi. Trời ơi, mình thử nó cho đậy cái máy kìa. Ê, nhớt xì. Em định tuôn phải không? Ừ. Để đây em gửi đây sáng lên. Cái to hả? Chấm cái này. Máy dầu quá nhất. Cái này nè. Mình xúc cái gì? Qua đường heo này nè. Đường tiên bơm á. Gỡ ra lỏng le mà mạng dưới xong rồi. Chút heo ra. Đây lên. Sáng đây. Cho để thử hư mấy lít nhớt nó ổ á. Anh làm đi mở coi em sáng. Nhớ thay nhớt luôn nha. Chắc là hết trơn rồi, mấy lít nó dầu qua nhớt á. Dầu không à. Ngon trời. Dầu nhớt là chuyện bình thường rồi đó. Mấy này thì nó không có sàn xin nữa tụt. Vậy làm giùm đi sáng lấy sớm á. Mấy giờ? Có 7 giờ. 7 giờ sao? 7 giờ lấy. Ừ. Nha. Tính gấp vô luôn đó, thôi vậy sáng hết gấp vô. Thì tối xử cái vụ này cho hết gấp vô. Rồi làm gì không biết nó làm gì 7 giờ lấy đó. Ừ. Dầu quá nhớt, mình đã tính hồi điện đó sao làm xong mà thế lu bu quá chưa điện. Làm sao nhắn là làm đi để hỏi cái trời. Ừ. Chứ không có làm sao nhớ.
đệ tử này thì xa nhất là chơi nhất cách trong thôi, khỏi hỏi nó. Cũng như anh này chơi nhất là nhất cách trong, nhất xịn. Nhưng mà máy này có lẽ là hồi đó trước chạy máy phát điện, máy này liền chân chạy tiếng nó lấp xẹp. Chứ cái bộ ấm này nó quá ấm. Rồi báo cáo anh Hùng là cái máy anh đã làm xong nữa nha, coi như là nổ lại bình thường à. Thì cái yêu cầu của anh là làm sao để dầu đừng qua nhớt nữa thôi, nãy giờ chưa làm gì cũng chưa nói lên điều gì hết. Đó, quan trọng là gỡ cái máy anh ta giờ gáp vô là chạy được là mừng rồi ha. Dạ. Chuyện dầu qua nhớt thì bây giờ nó còn nó được khoảng chừng 80% các bạn ơi, còn 20% để kiểm tra là mới được. Không biết sao nói nữa, chú Tám làm gì mở rồi nữa hả? Ừ, rồi sao? Mở đó ăn lấy là so phải không? Ừ. Cũng được đấy. Mất bạn không ai thế vậy? Đó là so xong rồi mình sẽ canh cần lừa lại. Rồi mình cho chú Tám ông gáp vô. Tám hay lắm, gỡ gáp hay lắm. Gỡ hoài à. Bây giờ thì gáp vô nổ là thấy sao chưa? Con heo ếch nó có dễ làm không? Thầy nếu... khó hơn chứ, thầy cố gắng làm nhưng mà bữa nay là nắm được kỹ thuật ra phải không? Gáp cũng không có lắm, nhưng mà có cái là nãy đút cái lắp B này vô thì nó sẽ bị giật các bạn. Bình thường ta máy á, nó chạy là giống như cái nó có cái ngắn ở tận chỗ cái viên bi đó các bạn, mà bây giờ nó đã sai cái ngắn đó, nó leo cái là nó không chạy được đó. Thành ra mà kêu Trương nó xúc xúc ra để cho nó ngay lại đúng cái chỗ bóng á, nó kín thì mà cái lắp B nó giữ được áp đó, thì nó mới bơm được đó. Bây giờ cái lắp B đó cũng còn là bỏ ngỏ, nghĩa là mình sẽ thay nó lại, thay lại cái lắp B cho nó bình thường lại. Chứ cái này là chạy nó quá là ông anh này ông sẽ biết được, chạy quay nó xây là ông chạy được. Thì thông báo với anh Hùng là phải thay cái lắp B nữa nha, rồi mới lấy về được. Còn cái tay ga thì chế cũng mau hả, mình gồng khoảng 2 ngày nữa là anh chạy cũng lấy được rồi. Còn mọi thắc mắc khiếu nại có trục trặc gì thì cho số điện thoại Trương cho anh, tại vì Trương nó đứng nữa lắp. Rồi nó chơi thôi, vì hoàn thành cái máy này trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ thì tiếng máy được, tất cả được ok hết các bạn. Còn cái chuyện mà dầu qua nhớt là mình đã trị là đúng bệnh này, chỉ cho xui rủi lắm thôi, nó là không hết thôi. Vì vậy cho nên mình phải kiểm tra lại, có nghĩa là nhớt mình vô đàng hoàng kiểm tra lại, vô dầu lại để 2 ngày nữa, mà nếu mà không có dầu xuống là thấy lụm chắc 100%. Rồi vậy thấy chưa? Dạ. Rồi công rồi. Rồi tạm biệt các bạn. Còn chú Tám thì chưa thành công, bỏ ông đây đi. Dừng các bạn ơi. Rồi có chú không chạy, ta chạy rồi.